Chào các em, mời các em cùng tham dự bài học ngày hôm nay của chúng ta. Đó là bài Cách viết đoạn văn nghị luận 200 chữ. Đây là bài học thiết thực cho các em học sinh khối 12 chuẩn bị thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Các em thân mến, các em còn nhớ trong cấu trúc đề thi có phần viết đoạn văn 200 chữ nghị luận xã hội. Câu hỏi này có liên quan đến phần đọc hiểu ở trước đó. Vì vậy, phạm vi ra đề thường là từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về một khía cạnh của một vấn đề được nói đến trong văn bản. Việc đầu tiên các em cần làm là phải đọc văn bản trong phần đọc hiểu trước khi làm bài. Hoạt động này các em đã thực hiện trước đó khi trả lời câu hỏi đọc hiểu. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ không nhắc lại kỹ năng làm phần đọc hiểu mà sẽ tập trung vào cách viết đoạn văn 200 chữ. Chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai. Biểu điểm của câu hỏi viết đoạn văn 200 chữ. Với câu hỏi này, chúng ta có biểu điểm như sau. Một, đúng hình thức 0,25 điểm. 2, đúng vấn đề nghị luận 0,25 điểm. 3, triển khai được vấn đề nghị luận 1 điểm. 4, chuẩn về diễn đạt 0,25 điểm. 5, sáng tạo 0,25 điểm. Như vậy tổng điểm của câu hỏi này sẽ là 2 điểm. Yêu cầu cụ thể chúng ta sẽ cùng theo dõi ở phần 3, kỹ năng tạo lập văn bản. Về kỹ năng tạo lập văn bản, chúng ta có 6 yêu cầu như sau. Một, dung lượng 200 chữ. 2. Hình thức một đoạn văn. 3. Nội dung là vấn đề nghị luận xã hội. 4. Diễn đạt phải chuẩn ngữ pháp tiếng Việt. 5. Sáng tạo ở sự diễn đạt hoặc ý kiến cá nhân. Và 6. Thời gian làm bài là 15 đến 20 phút trên 120 phút. Và yêu cầu cụ thể của mỗi phần sẽ được thể hiện sau đây. Mời các em chú ý là theo dõi. Chúng ta vào phần thứ nhất, dung lượng đoạn văn. Các em quan sát ảnh chụp đoạn văn sau đây và suy nghĩ xem dung lượng đoạn văn này có đạt yêu cầu hay không. Các em ạ, đoạn văn các em thấy trên hình được đánh giá là đạt yêu cầu về dung lượng. Bạn học sinh này đã viết khoảng 2 phần 3 trang giấy thi. Và ở đây cô đếm được khoảng 23 dòng. Như vậy, dung lượng 2 phần 3 trang giấy thi là dung lượng an toàn cho đoạn văn của các em. Nếu tính dòng thì các em có thể viết chừng 18 đến 22 dòng là an toàn để không bị trừ điểm. Tiếp theo, yêu cầu thứ hai là về hình thức đoạn văn. Hình thức của một đoạn văn các em đã được học từ tiểu học, trung học cơ sở rồi. Thế nhưng vẫn có nhiều bạn chưa nắm rõ, cho nên cô sẽ nhắc lại cho các em. Thứ nhất, chữ đầu tiên các em phải viết hoa và lùi đầu dòng. Các em học sinh tiểu học thì thường gọi là lùi vào một ô đấy. Em thấy đoạn văn của bạn học sinh này đã có viết hoa chữ cái đầu tiên và lùi đầu dòng. Như vậy là đúng hình thức ở yêu cầu thứ nhất. Các câu tiếp theo, bạn đã viết nối tiếp, không xuống dòng, không ngắt đoạn cho đến hết. Vậy là đoạn văn của bạn ấy đã đúng hình thức của đoạn văn 200 chữ. Cô nhắc lại nha. Yêu cầu về hình thức của đoạn văn 200 chữ. Chữ đầu tiên các em phải viết hoa, lùi đầu dòng. Và các câu văn tiếp, viết nối tiếp cho đến hết, không xuống dòng, không ngắt đoạn, cho đảm bảo đủ dung lượng. Về hình thức kết cấu, các em nên chọn viết theo lối tổng phân hợp hoặc diễn dịch. Đây là hình thức kết cấu kinh điển, dễ viết nhất. Tức là câu mở đầu của em sẽ là câu giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận. Chẳng hạn trong đoạn văn này, bạn học sinh đã viết: đại dịch COVID-19 khiến chúng ta nhớ lại Ebola, SARS bởi hậu quả để lại khôn lường.
Câu này sẽ là câu nêu vấn đề. Dựa vào câu này, người viết đã định hướng nội dung ở các câu tiếp theo, cũng sẽ bàn về hậu quả của đại dịch COVID-19. Vậy thì nội dung đoạn văn của bạn ấy có đúng với yêu cầu của đề bài hay không? Mời các em cùng nghe cô đọc đoạn văn của bạn. Đề bài như sau. Viết đoạn văn 200 chữ, trình bày những hiểu biết của em về cách phòng tránh COVID-19. Bài làm. Đại dịch COVID-19 khiến chúng ta nhớ lại Ebola, SARS bởi hậu quả để lại rất khôn lường. Nó khiến hàng quán phải đóng cửa, giao thông bị phong tỏa, kinh tế bị rơi vào trạng thái bất ổn định. Cùng với đó là việc học sinh bị gián đoạn việc tới trường, một trong những điều đáng lo ngại nhất. Có người cho rằng việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học quá lâu sẽ gây ra có những lỗ hổng trong kiến thức. Nhưng cũng có những ý kiến đồng tình vì sức khỏe chung của cộng đồng. Thực chất, việc cho học sinh, sinh viên nghỉ là việc tất yếu nên làm trong tình hình dịch bệnh căng thẳng và mỗi cá nhân của học sinh, sinh viên phải có ý thức tự học. Việc chúng ta có đảm bảo được kiến thức hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức tự giác của mình. Cho dù chúng ta có đến trường học chăng nữa mà không tập trung thì cũng bằng không. Nhưng nếu ở nhà có tinh thần tự giác học hỏi, ôn luyện thì sẽ tốt hơn việc tới trường mà không tập trung. Chúng ta có thể coi kỳ nghỉ dịch này là thời cơ để chúng ta tự ôn luyện ở nhà, ôn lại những kiến thức trong suốt thời gian mà chúng ta nghỉ dịch. Dạo gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổ chức chương trình học trên sóng truyền hình. Việc này hoàn toàn có thể giúp chúng ta có thêm tư trang lại kiến thức của mình tại nhà. Từ việc này, chúng ta vừa có thể tự học, vừa tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chúng ta sẽ cùng phân tích đoạn văn của bạn này. Câu mở đầu ở đây là đại dịch COVID-19 khiến chúng ta nhớ lại Ebola, SARS bởi hậu quả để lại rất khôn lường. Và các câu tiếp theo là câu khai triển. Này thì các câu khai triển bạn đã nêu những hậu quả của đại dịch COVID-19 mà chủ yếu là hậu quả mà học sinh sinh viên phải gánh chịu. Sau đó bạn cũng đã đưa ra giải pháp mà chính phủ và Bộ Giáo dục của chúng ta đã thực hiện để giúp cho học sinh sinh viên ôn tập, trang bị kiến thức khi ở nhà. Bạn ấy cũng đánh giá đây là một giải pháp tốt để phòng tránh dịch bệnh, tránh nguy cơ lây lan. Vậy thì bạn học sinh này đã đúng về vấn đề nghị luận hay chưa? Đã xác định đúng vấn đề nghị luận hay chưa? Các em chú ý vào đề bài. Và chúng ta thấy là bạn ấy đã không nêu được đúng vấn đề nghị luận. Ở câu mở đầu của đoạn văn, mặc dù đến câu kết, bạn cũng khẳng định một giải pháp để phòng tránh lây lan dịch bệnh là cho học sinh sinh viên tự học ở nhà, đóng cửa các trường học. Có thể nói đoạn văn của bạn học sinh này có phần lệch đề ở mở đoạn và phần giải pháp đưa ra còn ít so với yêu cầu của đề bài là trình bày những hiểu biết của em về cách phòng tránh COVID-19. Tóm lại, yêu cầu về nội dung quan trọng nhất sẽ là xác định đúng vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận sẽ thể hiện ở đề bài và cô tạm gọi yêu cầu nghị luận này là những từ khóa trong đề bài. Khi triển khai vấn đề của đoạn văn nghị luận xã hội thì từ khóa của các em sẽ xuất hiện ở câu mở đoạn của đoạn văn. Các em nên nêu trực tiếp. Chẳng hạn trong đề bài này, các em có thể viết dịch bệnh SARS-CoV-2 đang hoành hành, chúng ta nên làm gì để phòng tránh? Vậy là các em đã giới thiệu được vấn đề rồi. Phần thân đoạn các em viết các câu nối tiếp và không súng dòng nhé. Các em có thể giải thích từ khóa nếu nó có khái niệm khó hiểu. Chẳng hạn ở ví dụ này thì chúng ta sẽ giải thích khái niệm SARS-CoV-2. Đây bạn ấy cũng đã giải thích COVID-19. Sau đó thì các em phân tích các biểu hiện của vấn đề. Lấy dẫn chứng tiêu biểu để chứng minh. Các em nên lấy một dẫn chứng là được, vì dung lượng đoạn văn của chúng ta ngắn. Tiếp theo các em sẽ bình luận vấn đề, đó là tích cực hay tiêu cực
là tốt hay là xấu. Phần kết đoạn, các em sẽ nêu ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân, cho cộng đồng bằng một hai câu ngắn gọn. Lý thuyết thì dài dòng vậy thôi, nhưng cô tin là các em sẽ vận dụng nó rất nhuần nhuyễn và nhẹ nhàng. Em thân mến, nội dung tốt mà diễn đạt không rõ nghĩa, mắc lỗi chính tả, dùng từ thì quả thật là cũng rất uổng phí. Cho nên các em cần tránh cái lỗi về diễn đạt nhé. Em hãy diễn đạt lưu loát, nên chọn viết câu đơn và đơn nghĩa nếu em chưa tự tin khi đặt câu. Những bạn còn mắc lỗi chính tả thì hãy lập cho mình một cuốn sổ tay chính tả. Em cũng đừng ngần ngại hỏi các thầy cô giáo, bạn bè, thậm chí cả các em của mình về quy tắc ngữ pháp để tránh thiệt thòi vì mất 0,25 điểm. Đó là số điểm trừ khi em mắc lỗi về diễn đạt. Nói cụ thể hơn là khi diễn đạt thì em phải đặt câu có đầy đủ các thành phần câu, chủ ngữ, vị ngữ, từ ngữ phải rõ nghĩa, chính xác và không mắc lỗi chính tả. Thế còn sự sáng tạo thì sao? Có thể dễ dàng đạt được cái điểm sáng tạo này hay không? Mời các em xem lại một cái video sau đây.
Em thấy thế nào? Hẳn là có bạn đã hát và múa phụ họa đấy. Bởi vì đây là một cách diễn đạt khéo léo nhờ hình ảnh và âm nhạc. Nó có khả năng lan tỏa cảm xúc tới tất cả mọi người. Vậy thì từ đây chúng ta có thể liên hệ đến đoạn văn của mình. Khi nào các em sẽ được cộng điểm sáng tạo? Em sẽ được cộng điểm sáng tạo khi bài làm của em có dấu hiệu sáng tạo. Một là các em thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề. Thường đó là ý kiến cá nhân mang tính chất mở rộng. Thứ hai là các em có cách diễn đạt mới mẻ, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. Và điều này có nghĩa là các em nên biết vận dụng các biện pháp tu từ, viết các câu văn giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, làm cho con chữ của mình có thể nhảy múa trên trang giấy giống như là chúng ta vừa xem video clip vừa rồi. Em hãy cố gắng nha. Yêu cầu thứ sáu là thời gian làm bài. Để thực hiện được 5 yêu cầu ở trên thì các em nên làm đoạn văn này, làm cái bài này trong vòng 15 đến 20 phút thôi. Để chúng ta còn dành thời gian cho các câu khác một cách hợp lý. Chúng ta sẽ vừa hoàn thành bài thi khi chỉ còn 5 phút để chúng ta soát lại bài. Vì thời gian làm bài của chúng ta không nhiều. Và bây giờ cô sẽ có một ví dụ minh họa cụ thể để các em tham khảo. Ví dụ này cô mượn của một đồng nghiệp. Rất cảm ơn sự hỗ trợ của cô giáo đồng nghiệp yêu quý đã giúp cho tôi ví dụ này. Các em cùng đọc đề nhé. Đề bài như sau. Đọc đoạn trích sau. Nhiều người trong chúng ta từ lâu đã quen đối phó với cuộc sống và hoàn cảnh thay vì tự mình hành động. Chúng ta để thái độ của người khác chi phối 5 cảm nhận của mình về bản thân. Để có thể lựa chọn hành động một cách tỉnh táo thay vì đối phó, chúng ta cần có sự suy nghĩ chín chắn, sẵn sàng chịu trách nhiệm về bản thân, cam kết giữ vững lập trường thay vì phụ thuộc vào ý kiến của người khác là điều góp phần thiết lập nên cái nhìn tổng quát về bản chất của mỗi cá nhân. Đối với nhiều người, có lẽ đây là một bước tiến vĩ đại. Khi quyết định chịu trách nhiệm về bản thân và cố gắng kiểm soát mọi hành động, cảm xúc cho phù hợp với từng hoàn cảnh, chúng ta đã tạo tiền đề cho việc hình thành những mối quan hệ tốt đẹp. Nhiều người sẽ tỏ ra không thích sự độc lập mà chúng ta lựa chọn, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn khả năng kiểm soát được hành động của chúng ta nữa. Việc giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của người khác sẽ có lợi cho cả hai bên. Mỗi lần áp dụng cách cư xử mới này, bạn sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh tiềm ẩn mà bạn chưa từng biết mình đang sở hữu. Hành động thay vì đối phó không chỉ hữu ích trong những cuộc chạm trán gay go. Và việc tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của mình là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Trích Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay. Karen Casey, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010. Trang 72. Câu hỏi như sau. Từ nội dung đoạn trích trên, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về sự cần thiết của việc tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân trong cuộc sống. Sau đây sẽ là gợi ý cho đề bài này. Đây là một đoạn văn khoảng 200 chữ về sự cần thiết của việc tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân trong cuộc sống. Dung lượng, các em nhớ lại dung lượng an toàn là khoảng 2 phần 3 trang giấy thi. Và chúng ta sẽ có một cái nội dung như sau. Trước hết các em xác định từ khóa của đề này, tức là vấn đề nghị luận. Sự cần thiết của việc tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân trong cuộc sống.
Câu này sẽ được thể hiện ở mở đoạn. Các em có thể viết từ 2 đến 3 dòng, tức là khoảng 1 đến 2 câu. Tiếp theo phần thân đoạn thì các em sẽ dành cái số lượng dòng là từ 12 đến khoảng 16 dòng. Trước tiên các em sẽ giải thích các cái khái niệm như là tự giác, trách nhiệm, hành vi. Từ đó rút ra ý nghĩa của cái từ khóa này. Tất nhiên là nó là đoạn văn cho nên các em giải thích ngắn gọn thôi. Bước thứ hai ở phần thân đoạn, các em sẽ phân tích biểu hiện của việc tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Tự giác chịu trách nhiệm sẽ mang lại hệ quả tốt cho bản thân, cho cộng đồng. Và nếu hành vi chưa đúng, khi chúng ta tự giác thì chúng ta sẽ sửa chữa được. Ngược lại, khi không tự giác hoặc vô trách nhiệm thì hậu quả để lại sẽ khôn lường. Em sẽ chứng minh bằng một dẫn chứng. Ý thức tự giác và thiếu tự giác về hành vi của con người trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành. Để cái dẫn chứng này nó sẽ rất tiêu biểu và có tính mới, có khả năng thuyết phục cao. Và các em sẽ đạt được điểm cao hơn. Và bước thứ tư trong phần thân đoạn, các em sẽ bình luận, đánh giá xem là chúng ta cần phải tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của mình hay không. Chúng ta phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi thực hiện một hành vi, một hành động nào đó. Phần kết đoạn chính là nhận thức của bản thân các em. Thì các em có thể viết khoảng 2 đến 3 dòng, tức là cũng tương đương với 1 hoặc 2 câu. Như vậy tổng số dòng ở đây là khoảng chừng 18 đến 22 dòng là đạt yêu cầu. Bởi vì trong quá trình chấm thi thì không thầy cô giáo nào ngồi đếm xem có đủ 200 chữ hay không. Thì các em có thể ước lượng bằng số dòng là được rồi. Cứ dàn ý, gợi ý như trên, các em đã có thể viết được một đoạn văn. Và cô hy vọng là các em sẽ không gặp khó khăn gì. Chúc các em thành công. Các em cũng có thể tham khảo thêm nhiều bài viết ở trên mạng hoặc trao đổi trực tiếp với các thầy cô giáo của mình để hoàn thiện cái kỹ năng này. Bài học của chúng ta tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em và hẹn gặp lại.